演古惑啊！耶！开了灯了，灯了灯，灯灯灯，快点快点，来来。OK。Hôm nay mình sẽ gọi là có một cái series, à không phải series nữa mà gọi là một cái reaction đặc biệt nhân dịp Tết đến xuân về. Thì hôm nay mình có mời gọi là team mình tới để gọi là cùng reaction chung với Tippy luôn. Nhưng mà team mình hình như là thiếu một người vì nó bị đau bụng mà nó không tới, nó là con chăm khùng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn, đây là những bạn thành viên của team mình, team Bubz. Đây, team mình xin giới thiệu về mình đi. Hi, xin chào các bạn, mình là Si. Hello mọi người, mình là Chubby. Hello mọi người, mình là Mai Mickey. Chào mấy bạn, mình là Sissy. Nhớ hả? Chứ mấy bạn cũng biết mình gọi phải không? Không, tao không biết mày là ai chứ. Điện lắm đâu ta. Ok, thì để không để các bạn chờ lâu thì bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi với lại luật reaction luôn. Thì bây giờ là mới vô là tụi mình sẽ bốc thăm đã, chia làm hai đội. Thì đây mình có bốn lá phiếu. Bốn lá phiếu như thế này. Đó, thì bây giờ mình sẽ gọi là, đây là mình xúc lên nè, xúc lên cái đã. Xong rồi mình sẽ gọi là cho mọi người bốc thăm. Rồi lá cuối cùng sẽ là của mình. Rồi số 2. Hai người này cùng một phe, tôi với lại Mickey là một phe. Rồi đổi chỗ. Thì như thế này, luật chơi như sau. Thì bây giờ tụi mình sẽ reaction. Bởi vì á, phòng mình chỉ có một cái gọi là một cái headphone thôi. Thì mình đã mượn thêm cái tai phone như thế này. Thì chỉ là có một người nghe được thôi. Sẽ chia làm hai đội mà đúng không? Thì hai người này vẫn dính nhau sao đây? Thì thôi mà, thành viên team của ta mà. Giận không? Ok, thì sẽ là như thế này. Một người sẽ nghe nhạc, nghe nhạc đoán tên bài hát. Còn một người á, là ví dụ như tôi nghe nhạc đoán tên bài hát đúng không? Là Mai Mickey sẽ cầm cái búa đứng qua bên kia gõ đầu Chubby, ví dụ như Chubby đoán sai. Đó. Còn Xí nó sẽ cầm cái này. À không, sao? Nói chung là Xí nó sẽ cầm cái này rồi nó đánh đầu tôi, ví dụ như mà tôi đoán sai. Đó, vậy thôi. Phổ biến luật chơi xong rồi, bây giờ kiểu gọi là bây giờ sẽ chọn xem là ai là người đoán tên bài hát và ai sẽ là người gọi là đứng sau rồi đấy. Ok, bây giờ lựa ha, hay là bây giờ thảo luận tự mọi người ấy. Tìm sẵn đi. À, là ai xin à? Bài hát tôi bài hát nha. Xin tình mềm không? Tình mềm không? Không nhảy rồi. Hình phạt cho đội thua cuộc đó là sẽ vừa uống một ly coca có độc và vừa nhảy. Ok, chúng ta bắt đầu nè. Bài thứ nhất. Mọi người nói to lên nha, mic này đây có nhắc được đúng không? Không, người đập không được nhắc. Làm gì có nghe được nhảy. Đấy là đồng đội không được. Làm gì có nghe được cái này đâu, nhắc mình ơi. Không có nghe, ai cho nghe mày đứng qua từ này. Bắt đầu nè, bài thứ nhất nha mọi người. Đừng có nghe kia. Sao má mày nè hết của Sơn Tùng. Gì vậy? Bà gì vậy? Bà gì? Của Sơn Tùng, của Sơn Tùng. Mày mới kết, mày mới kết của Sơn Tùng. Đây, Sĩ nó nghe kẻ nè. Bà gì vậy Sơn? Bà gì vậy? Gì à, ngại Sơn Tùng. Nghe lời, nghe lời, nghe lời. À, Sĩ Bí. Sĩ Bí. Dạ biết vô mày giờ. Nghe được không? Nghe được không? Nghe được rồi. Chưa, nó chưa hát, nó chưa hát. Chưa hát nữa hả? Ôi trời ơi, chưa hát hả? Giờ không hát hả? Ui, chồng em, chồng em đẹp trai quá à. Chồng em. Không, nghe mày đi. Biết rồi, hot lắm. Hồi đó mình có trời coi mà. Trời ơi, ngày Tết đông đầy. Mà hồi có Hồ Hà nữa. Vậy hả? Ừ, có rồi. Có rồi, chưa mày nói mày lại chưa nghe bao giờ. Đúng không? Mày lại chưa nghe bao giờ luôn. Nè Hồ Hà nè. Ừ. Mà chống gì dữ vậy? Đây để tao kể luôn cho tao có coi nè. Cái sao hồi bà mẹ thấy con này chơi nhiều quá. Sao? Mai, có lời chưa Mai? Không biết mà gì nữa. Đấy, từ từ từ. Vậy là bài thứ nhất là không ai đoán được hết đúng không? Không biết bài gì nữa. Vậy là không có điểm, hai đội không có điểm. Này đúng nha. Rồi ok, chúng ta sẽ qua bài thứ hai nha. Ai biết nó hết đâu. Qua bài số 2 nha. Vô.
Bài này dễ đấy, bài này dễ lắm Mai. Mai gì vậy? Bài này dễ, hồi nãy bà đoán được cái bài này. Tao đang chơi TV cái gì đây? Về nhà ăn Tết là đi rồi. Nó đi, nó đi, nó đi. Không phải đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Mai về ăn Tết hả? Nó đi, đúng rồi gì? Về nhà ăn Tết. Về nhà ăn Tết, về nhà ăn Tết. Mình có về nhà ăn Tết. Đúng rồi, bài về nhà ăn Tết đó. Ủa sao biết? Nó hát cái bài này hot hồi xưa. Nhớ cái thằng bóng đá không? Đá bóng Việt Nam mình về nhà ăn Tết. Về Thanh Hóa này, cái kiểu các thứ á. Vậy là 1-0 rồi. Team mình đã 1-0 rồi các bạn. Các bạn có đoán ra bài số 1 là bài gì không? Các bạn đang xem clip này có đoán ra được bài số 1 là bài gì không? Xíu mày đoán ra được bài gì? Không. Em như mày sồn sồn. Nó đúng kiểu không, nhưng như là nó không đoán được mà nó giống sồn luôn, không hiểu. Ok, chúng ta qua bài số 3 nha anh em. Tôi nhắn Tết Tết đâu nè. Người ta hát cái chủ ra rồi cứ đập đại đi. Ngày xưa nó phụ xuống mày. Ồ đúng không, đúng không, đúng rồi đâu. Đúng rồi. Xe rửa tay nha. Đúng rồi, phải thăm tươi. Phải đâu? Đúng rồi, phụ xuống mày đâu. Ngày xưa nó phụ xuống mày. Đúng không, đúng không? Đúng không thì mình search Google là được em hả? Phải... Ngày xuân. Đó, ngày xuân Long Phụng xuống phải. Đúng rồi nè. Đúng rồi nè, đúng rồi nè, đúng rồi nè. Thương sắp, hà mướn. Thì đánh răng thương mát số 1 Việt Nam. Đổi đúng rồi nè, đúng rồi nè. Đổi người ơi, đổi người đi. Đổi người ha. Ok. Mọi người. Chứ mày là tao ngu mấy cái đón nhạc này lắm luôn ba. Nó chả thần kỳ đâu rồi. Chả thần kỳ đâu. Đánh nó. Chị phải đánh em bơi chứ. Chị đánh. Ủa, em chị đó. Đâu. Sao? Cái gì vậy? Bài gì vậy trời? Nó bất định. Mùa xuân khát khao lòng người. Bài gì lạ vậy? Chưa nghe bao giờ luôn á. Mùa xuân đến. Mùa xuân đến. Tao đéo biết, đéo biết là có đúng hay không nha. Từ từ nha, để search Google xem thử có đúng không. Mình có biết bài này đâu. Dù mùa xuân đến, ngày Tết đến, Tết về quê. Mỗi người được đáng 3 tuổi mà. Đến. Bấm nút Phước Thịnh là ra à. Phước Thịnh. Hạnh phúc xuân ngời đúng không? Hay là giai điệu mùa xuân vậy? Không, hạnh phúc xuân ngời đây nè. Hạnh phúc xuân ngời. Nhiều tụ quá không tính. Rõ đâu đó chị. Mấy cái đó ngu rồi mày, đó sai mày. Tao không đói tao không được. Đáng sai mà còn cãi nữa nè. Ok vô là tiếp. Mà bài này nghe lạ quá, chưa bao giờ nghe hết trơn. Mà đẹp trai quá. Áo dài đẹp chả men. Số 5. Tết này hay Tết mọi năm vẫn thế. Tự mình chuẩn bị. Đó là gì ta? Quen mắt mấy người biết không? Nhà này nhà quảng cáo đúng không ta? Thôi là tên. Thôi là tên. Tao cho nhắc không? Rồi, cho 2-1 luôn. Chấp tay chấp chân luôn. Vậy bây giờ cho nhắc luôn, mai biết là chắc tôi nha. Bây giờ cho nhắc luôn nè, chân gian rồi mày. Mẹ mày. Vô. Bài tiếp theo. Ê, bài lắm nè. Bài gì? Bài núi Phương á. Quên rồi. Quên rồi, cái gì? Bài này tao nghe được cái việc súp mà chị áo cam đang quét nhà xong bà này ra đưa cái hồ dưa xong lướt xong rồi. Tao nghe bài việc súp thôi chứ tao không nghe bài chính. Rồi sao ta? Trời ơi. Hay gì ta mấy cái chuyện cũ bỏ qua. À chuyện cũ bỏ qua. Má phải không ta?
Để phải search Google xem thử. Ờ đúng rồi nè. Rồi. Yeah, hai là tên là tên là tơ 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 tơ. Hai đều hai đều là là. Ok, hai đều hai đều hai đều hai đều. Thứ bảy hết rồi đó mà cuối cùng. Để tao nghe, tao nghe coi nữa. Hết rồi, có 7 bài à. Vậy là mình quên. Ok, ok, ok. Vậy là bây giờ hình phạt của người thua cuộc đó là sẽ uống 2 ly coca có độc. Và sẽ nhảy một bài hát. Sẽ nhảy một bài thì bây giờ Tippy sẽ lên TikTok. Bây giờ Tippy sẽ lên TikTok tìm một bài để cho xía nhảy. Cái này lâu hơn rồi xía. Mình đã chuẩn bị cho xía rồi, mình biết là xía lúc nào cái xía lúc nào nó cũng thua cuộc hết trơn, nó ngu si lắm, cho nên là mình đã chuẩn bị một bài hát TikTok mà đợt trước mình đã nhảy rồi. Nhảy cùng với Fanny. Thì bây giờ cho xía. Nghe chứ. Ủa bé Bi của bạn nhảy chứ. Ờ đúng rồi, nhảy chung mà. Nhảy. Đó. Nó chỉ ngắn một khúc tầm 5 tới 10 giây thôi, nhưng mà phải vừa uống vừa nhảy. Ok, bây giờ mình sẽ chế nước độc. Cái này là dành cho xí mà. Làm gì có. Sao? Đau sao? Cái này nhẹ hơn rồi đúng không? 1 minute 37 seconds later. Quá lố rồi. Ok, bây giờ này đây là 2 ly nước, gọi là mình đã bỏ muối vô rồi, muối tinh ninh đúng không ta? Đây. Trời, phần thưởng dành cho hai người thua cuộc. Lui ra tí. Nhảy còn thấy đường chứ. Xí nhảy hả? Vừa uống vừa nhảy hả? Đúng rồi, vừa uống vừa nhảy. Bây giờ nhạc lên là nhạc lên là mọi người phải nhảy nha. Nhưng mà bây giờ tìm bài nhạc này ở trên mạng tìm sao ta? Yo yo yo. Hình như tôi bỏ hơi quá lố rồi, mấy ông mua bình muối mà gọi là nè, mấy ông thấy không, bình muối đầy mà tôi đổ hết cực một khúc rồi nè. Chua rồi nha, mặn chứ. Mày nhìn gì, vừa mặn vừa cay. Đi vô khúc hình hai người này, hai người này thiệt kỳ cục luôn á. Vừa uống vừa nhảy, vừa thua vừa uống vừa nhảy. Nhảy chung nha, đi vô xích vô. Nhảy đại đi, nhảy freestyle hiểu không? Minh quả freestyle. Ok, bắt đầu ha. 9 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